Dự án tuyến đường liên kết kết nối các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Giang và Vĩnh Phúc do Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Thái Nguyên làm chủ đầu tư, thực hiện trong giai đoạn 2021-2025. Đây là dự án nhóm A công trình giao thông cấp 1, sử dụng vốn đầu tư công tổng mức đầu tư ban đầu gần 3.800 tỷ đồng. Dự án có chiều dài 42,55 km, tuyến có điểm đầu là cầu Hòa Sơn, nối với huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang. Điểm cuối giao với đường tỉnh DT261 tại km 11+500 thuộc xã Ký Phú, huyện Đại Từ. Trên địa bàn huyện Đại Từ, tuyến đường chạy qua các xã Cát Nê, Ký Phú và thị trấn Quân Chu với tổng chiều dài khoảng 9,1 km. Tổng số hộ dân bị ảnh hưởng 413 hộ, tổng diện tích ảnh hưởng là 51,7 ha. Trên cơ sở sự đồng thuận của nhân dân, huyện đã kiểm kê xong 413 trên 413 lượt hộ, đã thu hồi đất và phê duyệt phương án bồi thường giải phóng mặt bằng cho 390 lượt hộ dân và tiến hành chi trả tiền cho 388 trên 391 lượt hộ với tổng số tiền chi trả gần 127,9 tỷ đồng. Tổng diện tích đã bàn giao mặt bằng là 45,65 ha, đạt gần 90%. Tôi ở đầu xóm, cái đoạn đường này tôi hiến gần 900 mét cho nhà nước mở cái đường này. Thế cái đường điện như thế tôi cũng hiến đất đầu tiên cho xóm. Để đảm bảo an cư cho người dân bị ảnh hưởng bởi dự án, huyện Đại Từ đã triển khai xây dựng 3 khu tái định cư với 125 lô đất nhằm phục vụ các dự án trọng điểm trên địa bàn. Tổng số lô đất bố trí tái định cư là 125 lô. Đến nay, huyện đã thực hiện xét giao đất tái định cư cho 24 hộ. Thực tế đây là tôi cũng xin các bác là cho chỗ ở tại chỗ ở đây. Vâng, gia đình là chỉ có nguyện vọng như thế rồi. Để dự án được triển khai thuận lợi, huyện Đại Từ đã đề nghị các chủ đầu tư phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện các nội dung về đăng ký kế hoạch sử dụng đất của dự án để làm căn cứ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Đề nghị chủ đầu tư khẩn trương làm việc với đơn vị thi công để có phương án sửa chữa các tuyến đường dân sinh bị hỏng trong quá trình thi công dự án và thực hiện phương án bảo vệ thi công đối với các trường hợp đã nhận tiền bồi thường nhưng chưa bàn giao mặt bằng theo quy định, nhằm đảm bảo những điều kiện cần thiết, thuận lợi để triển khai dự án theo kế hoạch.